Xin kính chào quý bạn và các vị. Ở đây mình đang có chiếc Wiko Jimmy và Nokia Lumia, Microsoft Lumia 532. Video ngày nay mình sẽ so sánh hai chiếc smartphone ở phân khúc 2 triệu đồng này để xem sản phẩm nào sẽ đem lại cái lợi thế cho các bạn nhiều hơn. Đầu tiên về thiết kế, chiếc Milu 532 này trông rất giống một cục gạch. Vâng, theo đúng nghĩa đen, mình không hề nói theo nghĩa bóng. Bốn góc của nó đều làm vuông vức vô cùng luôn, không có bo tròn một cách mềm mại, sắc cạnh. Và ở đây thì phần mặt lưng được làm lồi hẳn lên. Và cái độ dày của cái chiếc Lumia 532 cũng dày hơn khá nhiều so với Wiko Jimmy. Cầm trong tay nó rất tự tin, giống như dùng những sản phẩm thời kỳ đồ đá của Nokia. Tuy nhiên thì các bạn đã thấy là nó sẽ hơi cấn tay nhẹ và không thực sự thoải mái bằng. Trong khi đấy, chiếc Wiko Jimmy thì cầm trong tay thoải mái và dễ chịu, bo tròn mềm mại ở bốn góc. Và nó có một cái chút trẻ trung khi mà sự phối hợp giữa các tông màu như xanh, đen, vàng, trắng vân vân. Có rất nhiều tông màu khiến cho Wiko Jimmy được là một trong những sự lựa chọn rất tốt cho các bạn trẻ. Cả hai sản phẩm này đều có một điểm cộng, đó là mặt lưng của nó được thiết kế tốt để chúng ta chống bám bẩn. Tuy nhiên thì sẽ để lại một hơi dấu vân tay sau một thời gian sử dụng, chúng ta sẽ dễ dàng lau chùi được. Thiết kế thì cái chiếc Wiko Jimmy có màn hình là 4,5 inch, lớn hơn so màn hình 4 inch trên chiếc Lumia 532. Ở đây về chất lượng hiển thị của hai bên thì mình đánh giá Lumia 532 tốt hơn. Về góc nhìn thì hai bên bằng nhau, chúng ta khi nghiêng tầm này thì cũng giống nhau, mà khi nhìn từ trên xuống cũng tối đi như vậy, không có nhiều điểm khác biệt. Nhưng mà về chất lượng hiển thị, đầu tiên màu đen của chiếc Milu 532 thể hiện tốt hơn. Sau khi đấy, cái chiếc Wiko Jimmy hơi ánh tím nhẹ. Và những cái gam màu thì cái chiếc Lumia 532 cũng thể hiện chính xác, không có hiện tượng bị lệch màu. Đặc biệt cơ bản nhất là gam màu da người ở đây, chiếc 532 thể hiện đẹp vô cùng xuất sắc luôn. Sau khi đấy, chiếc Wiko Jimmy thì sẽ bị ám tím hồng của bức ảnh luôn. Vì vậy nên mà chất lượng hiển thị của 532 tốt hơn. Ngoài ra còn một điều nữa, đó là cái màn cảm ứng ấy của 532 rất mượt và mịn. Khi mà mình sờ vuốt, nó không có hiện tượng bị rít tay. Wiko Jimmy khi dùng giống như kiểu là có một cái gì đấy đang níu giữ bàn tay mình lại. Nó có độ lì lớn, không được mượt mà. Chất lượng tấm kính của nó không được cao cấp bằng so với lại cái chiếc Lumia 532. Về cái cấu hình thì hai chiếc smartphone này có cấu hình đồng đều với nhau, nó đều sử dụng có 1GB RAM. Chúng ta sẽ có vi xử lý MediaTek 4 nhân, Cortex A7 trên cái chiếc Wiko Jimmy và Snapdragon 200 4 nhân cũng trên nền Cortex A7. Về tốc độ của hai bên gần như là khá đồng đều. Khi mà các bạn chờ load game Alpha 8 hay một số tựa game hay vào trình duyệt thì mình thấy là na ná nhau. Tuy nhiên thì về cái lợi thế ở đây, chẳng qua các bạn sẽ lựa chọn hệ điều hành nào. Android chúng ta đương nhiên sẽ có nhiều game free được hỗ trợ tốt từ các cộng đồng, chúng ta tùy biến giao diện người dùng vân vân, khá là thoải mái. Trong khi đấy, nếu mà bạn lựa chọn một sản phẩm mang tính chất ổn định cao và chúng ta có thể sử dụng lâu dài, thoải mái trong phân khúc này thì các thiết bị của Lumia luôn được đánh giá rất tốt. Và đặc biệt nữa, nếu các bạn sở hữu sản phẩm này, chúng ta sẽ có các dịch vụ như Lumia VIP trực tiếp từ Microsoft ở đây, thì chúng ta sẽ có các chương trình khuyến mại khi ăn uống, vui chơi vân vân, tiện hơn khá là nhiều. Trong khi đấy thì đối với lại sản phẩm Wiko Jimmy, hầu như chúng ta không có dịch vụ gì đặc biệt. Về cái sản phẩm này thì Wiko Jimmy có 4GB bộ nhớ trong, còn với chiếc Lumia sẽ có 8GB, chúng ta sẽ thoải mái cài game và ứng dụng chứa dữ liệu tốt hơn. Camera là yếu tố tiếp theo mình sẽ đi vào so sánh. Wiko Jimmy và Lumia 532 đều không có lấy nét tự động, chúng ta hoàn toàn phải lấy nét tay. Và ở trong phân khúc này thì ít ra Lumia 532 vẫn đem lại chất lượng ảnh tốt hơn, màu ảnh chính xác, không bị hiện tượng ám màu, tươi hơn một chút và độ chi tiết tốt hơn so với Wiko Jimmy. Còn thiếu sáng thì các bạn đừng hy vọng gì với khả năng chụp ảnh của hai sản phẩm này. Thời lượng pin thì Wiko Jimmy có cục pin to hơn một chút so với 532, tuy nhiên bù lại thì nó chạy Android và cũng như là màn hình lớn hơn nên cái tiêu tốn pin thì sẽ nhỉnh hơn so với 532. Như vậy là mình hoàn thành xong bài so sánh nhanh giữa hai cái sản phẩm này. Về cơ bản thời điểm hiện tại thì Wiko Jimmy mình đánh giá có lẽ lợi thế duy nhất của nó chỉ nằm ở cái việc nó có màn hình lớn hơn cũng như là nó đang chạy hệ điều hành Android, thì nhiều game ứng dụng các bạn chơi khá là thoải mái cài đặt trên này, Play Store vô số chúng ta tùy biến. Sau cái đấy với chiếc 532 thì mình đánh giá thứ nhất là màn hình của nó tốt hơn hẳn so với chiếc Wiko Jimmy về cả chất lượng hiển thị cũng như là cái mức độ cảm ứng. Thứ hai là chiếc 532 ổn định, chạy nhanh và mượt mà. Tất nhiên là hạn chế của Windows 8 bây giờ là nó sẽ ít game ứng dụng hơn so với Android khi chúng ta cài đặt không thoải mái bằng. Về camera thì mình vẫn đánh giá nhỉnh hơn một chút. Như vậy hoàn thành xong bài so sánh nhanh giữa hai sản phẩm này. Vậy các bạn sẽ lựa chọn 2 triệu đồng là 532 hay Wiko Jimmy? Sẽ là comment và chia sẻ dưới video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.